chỗ Duy Pháp miền Tây xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình gặp một mít xích, mình quay cho bạn xem nha. Đang xới đất mà ơi. Trời này mà ông chuyển mưa vô mà cái cơn bão số 3 bạn. Bây giờ tới hồ các bạn thông cảm nha, mình quay nó nhìn không có đẹp.